lại gặp anh. Người trai người chiến thương sống trên vai bước lê ngoài tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nói về từ ngày anh ra mắt trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối đôi.
tôi chào thân thì rất nhiều ạ.